Uyên thế con. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình, lại là Tuyền đây. Như đã hứa ở video trước thì ngày hôm nay Tuyền sẽ làm một cái video review về một loại son dưỡng mà Tuyền mới vừa tìm được. Thật ra thì cái loại son dưỡng này nó đã và đang rất hot ở Mỹ rồi. Có vẻ như là ở Việt Nam mình thì cái loại son dưỡng này ít ai biết đến, cho nên là ngày hôm nay trong cái video clip này thì Tuyền sẽ review giới thiệu cho mọi người một loại son dưỡng mà Tuyền mới vừa tìm được trong thời gian gần đây. Trong video clip trước thì Tuyền có làm một cái makeup tông cam. Nếu như mà bạn nào chưa có coi cái video trước của Tuyền thì Tuyền sẽ để cái link ở đây nè cho mọi người bấm vào coi nha. Và các bạn cũng đừng quên đây sẽ là một video có giveaway, cho nên là mọi người nhớ xem đến hết video này nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là son dưỡng Winky Look. Cứ mỗi lần mà đi ra cửa hàng thì lúc nào cũng thấy nó sẽ bị sold out một vài màu, nên là chỉ gom được có nhiêu đây thôi. Ngoài ra thì Tuyền có mua thêm hai cây son bóng. Cái dòng son bóng này nó có rất là nhiều màu, nhưng mà mình cũng chỉ chọn ra hai màu mà mình đang cảm thấy có thể dùng được, đó là màu cam và màu tím. Thì cái màu tím này là cái màu hot trend của năm nay nên là Tuyền mua về xài thử. Còn cái màu cam là cái màu mà mình thích, Tuyền sẽ chọn ra một màu thích nhất trong này. Cái đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là cái vỏ hộp của son. Nếu như mà các bạn đã từng mua những cái dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc và của Âu Mỹ thì các bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Đó là khi mà mình mua son của Hàn Quốc, cho dù là cái son nó có rẻ, có mắc như thế nào thì nó sẽ đều cho mình cái vỏ hộp. Nhưng mà ở bên Mỹ thì khác. Ở đây thì các bạn bắt buộc phải mua một cái dòng son trung bình khá trở lên thì nó mới cho mình cái vỏ hộp. Còn thấp hơn như vậy thì mình chỉ mua được cây son và nó sẽ bao ở phía ngoài cái miếng trong trong á, cái miếng ni lông trong. Cái dòng son này nó lại cho mình cái vỏ hộp nhìn rất là kiểu sang chảnh. Trên tay Tuyền hiện tại bây giờ là màu lavender confetti. Mình sẽ mở cái hộp ra cho các bạn coi. Đây là hình dáng của cây son. Nhìn nó cũng hay hay ha, tại vì từ trước tới giờ mình nhớ là mình chỉ thấy có cây son mát á, cây son mát là hình viên đạn, còn cái cây son dưỡng này á là hình viên thuốc con nhộng. Một cái son như vậy là 3,6 gram. Trên cái vỏ hộp nó có ghi là cây son này á, nó sẽ tùy thuộc vào cái độ pH của môi mình mà nó sẽ lên cái màu để cho nó phù hợp với cái môi. Nó không có chứa paraben, gluten free. Cái cây son dưỡng này nó làm cho mình nhớ tới cái cây son lip eyeshadow color hồi đó Việt Nam mình hay dùng á. Trời, một thời gian nó hot cực kỳ luôn. Hồi đó Tuyền có mua thử một vài cây mà Tuyền xài không có được, tại nó đổi màu xong cái môi Tuyền nó bị khô, nó bong lên. Nên là lần này thì mình hy vọng mình sẽ tìm được cái gì đó mới mẻ hơn. Các bạn nhìn nè. Và mình có thể nhìn thấy được cái chất son của nó là nó giống như thạch. Cái khoảng mấy năm mình có nhớ Việt Nam mình rầm rộ lên một loại son, đó là son thạch. Và nó cũng có tính chất đổi màu. Không biết bây giờ mọi người có còn dùng tới cái cây đó nữa không ta. Bây giờ mình sẽ mở thử một cái cây son khác. Hù, nó có cái hoa ở trong nè mọi người ơi. Nó có tên là màu tím nên là cái hoa ở trong nó cũng có màu tím. Tiếp theo mình sẽ mở về cái cây màu pink. Theo mình đoán nha, thì ở trong nó cũng sẽ có cái hoa nhưng mà nó là màu hồng. Đây, đây là cây son màu pink. Đây là mình đã mở ba cây son đặc trưng cho mọi người coi. Và mình đang rất là hào hứng, không biết là lên môi mình nó sẽ chuyển thành màu gì. Mình sẽ mở thử một cây có tên gọi là coconut. Coconut, vỏ trắng và nắp vàng. Cây son này thì nó không có giống như những cái cây son thật, có màu như là màu be. Mình không biết là khi mà mình đánh lên nó có ra màu này không ta. Cái cây matcha này hồi đó mình có thấy ở Việt Nam mình bán trước khi mà mình đi qua Mỹ. Cái cây này ở Việt Nam lúc đó nó bán tới 600 ngàn một cây lận. Quá mắc. Mình sẽ mở đến một cái cây hơi lạ một chút. Nó có tên gọi là Kiss and Tell. Kiss and Tell. Oh, mình đã từng thấy cây son này ở trên Instagram rồi nè. Tiếp tục mình sẽ mở đến màu Princess. Nó là cây son, cái đầu nó là con mèo. Nó có con mèo nè. Và cái màu của nó là cái màu nó hồng hơn cái màu hải một chút. Mình sẽ để gì cho các bạn dễ so sánh nha. Mình sẽ mở tới màu Boogie. Cái cây này nó, cái nắp nó có họa tiết hơn những cái cây khác một chút. Đây mọi người thấy không? Và cây này không phải là son dưỡng, cây này là son có màu. Matte lipstick. Mình chơi cái màu hơi bị ác luôn. Tiếp tục là cây son có màu smoothie. Cái màu này nó hơi nó hồng baby quá. Mình không biết là mình có dùng được không. Tiếp theo mình sẽ mở cây son có màu rainbow.
Yay! Nhìn đẹp chưa? Mình vừa cho các bạn coi về hình dáng và màu sắc của cây son. Tiếp theo mình sẽ nói về cái mùi. Vì sau khi mà thử nghiệm thì mình thấy là ba cái cây này nè, cái mùi y chang như nhau luôn. Và cái mùi nó rất là ngọt. Cái mùi nó ngọt cái kiểu mà bánh kẹo á, vani á. Nên bạn nào mà thích mùi ngọt sẽ rất là thích những cái cây son này. Nhưng mà riêng Tuyền á thì Tuyền không có thích cái mùi ngọt cho lắm. Còn về hai cây son này thì Tuyền thấy là với cái cây màu be này thì nó có cái mùi dừa, mà cái mùi dừa nó rất là nhẹ. Còn cái son matcha này thì nó cũng có cái mùi hơi ngọt ngọt, nhưng mà nó không có ngọt bằng ba cây đầu. Tổng thể thì ok, mình thích cái mùi này hơn, tại cái mùi này nó nhẹ, còn cái mùi này thì nó cũng hơi ngọt ngọt. Và với hai cây son con mèo này thì mình không có nghe mùi gì hết. Nó hầu như là không có mùi luôn. Được đó. Cái cây rainbow này nó không có mùi gì hết. Nó không mùi luôn, nó giống như là hai cái cây con mèo này nè. Thì cái cây rainbow này nó cũng như chen, nó không có mùi. Và cuối cùng là hai cái cây son màu. Thì Tuyền thấy thì cái cây son màu tím đậm này nó không có mùi gì hết. Còn cái cây son hồng này á, cái cây son này cái mùi nó nhắc cho mình nhớ tới những cái cây son mà ngày xưa mà mấy cô, mấy bà hay xài á, là cái mùi son nguyên thủy á. Mọi người hiểu ý mình đúng không? Tiếp theo là về giá tiền. Trừ hai cây son con mèo này ra thì mỗi cây nó có giá là 18 đô chưa thuế. Và những cây son còn lại nó dao động từ 15 đến 16 đô. Và Tuyền mua nó ở trong Target của Mỹ. Một sự thật là mình thích dùng son dưỡng hơn là son bình thường. Mình sưu tầm son rất là nhiều nhưng mà son dưỡng của mình thì lại không có nhiều. Đó giờ mình chỉ xài đúng một loại son dưỡng thôi. Ở đây mình khoe cho các bạn coi luôn. Thì cái cây này nè, mình mua, một lần mình mua chắc cũng phải là 20-30 cây mình để dành mình xài. Và đây là cái son dưỡng nội địa của Nhật Bản. Tiếp theo là phần test son. Mình sẽ chọn cái cây son lavender này để mình test lên môi. Còn những cái cây son này thì tại vì cái tính chất nó cũng giống nhau nên mình nghĩ là khi mà lên môi của mình thì nó cũng sẽ ra cùng một màu, nên là mình sẽ giữ nó lại. Hiện tại thì trên môi của mình nó đang có son nên là mình sẽ chùi nó đi, lau nó đi để mà đánh son. Ok, mình mới vừa chùi xong cái son ở trên môi của mình thì bây giờ mình sẽ thử cái cây son đầu tiên. Nó có tên là Lavender Confetti. Mình sẽ thử ở đây coi cho mọi người coi là cái màu nó sẽ lên như thế nào. Mình chỉ thấy nó có một chút xíu hồng hồng, lúc rồi nó đổi màu là nó chuyển sang màu hồng nè mọi người. Đó. Thì đây là mình thử lên tay nha. Cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình đánh cái son này lên á là cái son này cái mùi nó nồng quá. Cái mùi nó ngọt quá. Mình hơi kiểu mình hơi bị dội với lại cái mùi son này á. Nó có nhũ mọi người, khi mà mình đánh lên á mình thấy nó có cái nhũ ở trên cái môi của mình. Cái thứ hai mà mình cảm thấy được đó là cái son này nó rất là nhẹ. Nó nhẹ môi lắm. Nó y hệt như cái cây này luôn, nó không có nặng. Mình thấy nó rất là dễ chịu. Tiếp theo mình sẽ thử tiếp đến cái màu son matcha. Cái son này mình không có thấy nó đổi màu nhiều cho nên là chắc là nó cũng là một cái dạng son dưỡng bình thường thôi. Tới màu son con mèo đầu tiên. Mình sẽ thử cái màu son con mèo nhạt trước nha. Mình đánh lên nó cho mình một cái màu hồng nhẹ rất là dễ thương luôn. Tiếp theo mình sẽ thử cái cây son con mèo đậm hơn. Thì với cái cây son mà con mèo đậm hơn này, nó cho mình cái màu đậm hơn cái son con mèo nhạt hồi nãy. Mình thấy trên môi mình hiện tại bây giờ nó lên một cái màu hồng tím, giống như cái màu của cái đầu con mèo này nè. Tiếp theo mình sẽ thử đến cái cây son mà có cái màu be. Cái cây son coconut này á, nó cũng giống với lại cái cây son matcha hồi nãy á. Mình khi mà mình đánh lên nó không có màu gì hết á. Nó chỉ là một cái son dưỡng không màu bình thường. Nhưng mà bù lại thì nó có cái mùi dừa. Mình nghĩ bạn nào mà thích mùi kẹo dừa thì sẽ rất là thích cái cây son này. Nó không có màu gì hết mọi người. Tiếp theo mình sẽ thử hai cây son màu. Mình thấy là mình hơi giống Nicki Minaj rồi đó. Với cái cây son màu này, trời ơi, nó bợt da mình kinh khủng luôn. Mình biết là mình không có thể nào mà hợp với cái màu này rồi.
Mặc dù da mình rất là trắng nha, mình nghĩ là mình sẽ hợp được với hầu hết những cái loại son luôn á, nhưng mà với cái màu này thì bye bye. Tiếp theo là cái son màu vui Gucci. Mình nghĩ là mình thích cái màu này đó nha. Ồ, cái chất son của nó rất là mềm mọi người. Nãy giờ mình quên nói luôn, và nó rất là pigmented. Mình chỉ cần đánh một lớp nhẹ thôi là nó lên màu đậm như vậy rồi. Mình không có cần phải dặm nhiều lần. Mình nghĩ là đậm hơn chứ ai dè lên môi của mình thì nó không có đậm nhiều. Cái cây son màu này nó làm cho mình nhớ tới cây son MAC Diva. Đây, cây son MAC Diva mình có. Nhìn nó có vẻ hơi giống nhau ha. Đây là cây son MAC Diva. Còn đây là cây son Winky Luxe. Không khác nhau là mấy. Và cây son cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là cây son giữa Rainbow, bảy màu. Khi mà mình đánh lên tay thì nó ra một cái màu hồng rất là nhạt trên tay mình. Khi mà lên môi mình thì nó là một cái màu hồng kiểu hồng cam cam á. Như vậy là mình cũng đã test xong hết cái đống son này rồi. Mình chỉ trừ ra hai cái son này mình không có test. Và tiếp theo sau đây sẽ là cái cảm nhận của mình sau khi mà mình đã thử xong hết những cái son vừa rồi. Đầu tiên là về son dưỡng thì cái chất son dưỡng nó rất là mềm và nó không hề gây nặng môi một tí nào hết. Điểm trừ duy nhất ở đây là với một số cây son cái mùi nó hơi ngọt, mình không thích cái mùi đó thôi. Còn lại thì mọi thứ đều ok, và Tuyền cảm nhận được là cái độ ẩm, cái độ dưỡng môi của nó rất là cao. Tiếp theo là về cái phần son màu thì ở đây Tuyền chỉ có hai màu thôi. Thì nếu mà không xét về cái màu, tại vì cái màu hồng nó quá gớm với mình. Còn về chất son thì Tuyền thấy là cái son nó rất là pigmented luôn á. Mình chỉ cần đánh một lớp nhẹ thôi là cái màu son nó đã lên đậm rồi. Mình không cần phải nhấn nhiều lớp. Cái son nó có ghi á, đây là cái son matte, là son lì á. Nhưng mà khi mà mình đánh lên môi thì mình lại thấy nó thiên về cái dòng son satin nhiều hơn. Tuyền nghĩ cái độ bám của cái son này nó nằm trong khoảng từ 4 đến 6 tiếng thôi. Nó không thể nào mà kéo dài hơn nữa. Và nếu như mà các bạn ăn thì đương nhiên là son nó sẽ trôi sạch hết luôn. Và những cái nhược điểm mà mình thấy là được ở cái dòng son này, cái thứ nhất nó là cái giá tiền nó hơi mắc. Thì hiện tại bây giờ mình thấy là có rất là nhiều những cái dòng son dưỡng có màu cũng đang cạnh tranh. Nhưng mà với 15-16 đô một cái son như thế này, đổi ra tiền Việt khoảng 400 ngàn thì nó khá là mắc luôn á. Cái thứ hai mà mình thấy được á là có một số cây son dưỡng khi mà mình đánh lên cái môi mình nó ra cái màu hồng tím á, mình cảm giác là mình không có hợp được với cái màu đó. Cái thứ ba nữa đó là về cái hình dáng á, khi mà mình cầm lên á thì nó dễ thương, nó giống như hình viên thuốc, nhưng mà nó không có đứng được trên mặt sàn á. Nè mọi người thấy không, nó sẽ bị đổ vỡ nếu như mà mình không cẩn thận. Cái tiếp theo đó là cái vỏ son. Cái vỏ son nó là bằng nhựa nên nhìn nó hơi kiểu đồ chơi một chút. Kết luận lại là mình sẽ không mua lại dòng son dưỡng thạch có hoa, mà mình sẽ mua lại cây Rainbow này, tại vì mình rất là thích cái màu của nó và mình vẫn để đến hiện tại bây giờ luôn. Và như đã nói ở phần đầu của video này thì đây là một video có giveaway. Thể lệ để tham gia như thế nào thì các bạn hãy xem phần mô tả phía dưới nha. Và như vậy là video của Tuyền đến đây cũng đã hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này, và đừng quên nhấn like, subscribe kênh channel của Tuyền để theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì bye bye. I'm not afraid to